Giang đấy à? Chắc là em không cần phải giới thiệu hai người với nhau nữa chị nhỉ? Chào chị. Hóa ra em chính là tác giả viết kịch bản TVC bên chị. Dạ. Chị Lam ạ, hôm nay chị góp ý gì cho kịch bản, chị cứ trao đổi thẳng thắn, cô Giang sẽ tiếp thu và sửa để hoàn thiện ạ. Vậy thì tốt quá. Chị cũng không có nhiều thời gian, chính vì vậy mà chị nói luôn nhé. Dạ vâng ạ, em mời chị. Chị thấy đây là một cái concept không có sự sáng tạo, rất là phiến diện. Oh my god. Từ lúc nào mà năng lực tiên tri của tao lúc nào đúng thế nhở? Mày đã triệu hồi một cái thứ sao của Tạ Giáng xuống đầu tao rồi đấy. Mày thử nghĩ xem, vợ cũ của chồng liên kết với người cũ của mình, tao đỡ được không? Chắc chắn là không rồi. Nhưng mà tao thấy vợ cũ của chồng và người cũ của mày là hai thế lực rất hãm. Giờ ấy lại còn chiếu tướng mày. Thế thì mày chỉ có xác định đi. Con đang thích một con xe màu cam bóng nổi bần bật luôn. Nói chung cứ xe điện là bố ok. Sao lại xe điện? Con không phải trẻ con đâu. Đây, con đang thích con xe này này. Xe nhập nguyên chiếc, bạn con mới mua, hơn 100 triệu. Úi giời, 100 triệu à? Mà thôi. Theo bố ấy, con cứ đi xe điện lên cho nó an toàn. Chân tay thì lóng nga lóng ngóng như con cổng gió ấy. Xe kia làm sao mà vác được. Nếu mà phải đi xe điện ý, thì con thà đi xe công nghệ còn hơn. Đây này, đang là mốt đấy. Bố mua cho con đi. Thế bây giờ bố hỏi con, con mua xe là cho nhu cầu của con hay chỉ để làm màu thôi hả? Thì tất nhiên là con cần xe rồi. Nhưng mà cũng phải ra gì chứ. Con gái bố như thế này cơ mà, đi xe điện xấu hổ với bạn bè chết đi được ý. Không, lần này bố không đồng ý với quan điểm của con đâu. Con nên nhớ này, những người mà hướng tới sự phù phiếm ấy là dễ hư hỏng lắm đấy. Nếu mà bố không mua cho con ấy thì con bảo mẹ mua. Mẹ hứa là con đỗ đại học thì con thích cái gì mẹ con cũng mua cho con rồi. Mai Anh, bố nhắc lại để con nhớ, con đang ở cùng với bố đấy. Nên tất cả những nhu cầu mua sắm những thứ đắt tiền ấy phải có ý kiến của bố. Con chưa tự làm được ra tiền nên đừng có đòi hỏi những nhu cầu quá đáng như thế. Con bé là con anh, em cứ nói ra nói vào cũng nhạy cảm. Nhưng mà lần này em cùng quan điểm với chồng. Con bé đang tuổi mới lớn, đòi gì chiều đấy, rồi sau này lại làm hỏng nó ra. Chính vì thế cho nên lần này anh phải dứt khoát, không nhân nhượng. Từ chối thì cũng đơn giản, nhưng mà anh phải nghĩ cách làm thế nào để phân tích cho nó hiểu. Anh cứ hùng hùng hổ hổ, anh phỗ vào mặt con bé như thế, đời nào nó nghe lời anh. Mà anh thấy dạo này em với cả con bé cũng thân nhau, nên hay là vợ lựa lời, vợ khuyên bảo nó giúp anh đi. Mà em cũng đừng nghĩ đến cái chuyện mẹ kế con chồng hay sợ làm anh buồn. Anh không muốn như thế đâu.